bạn, và mình là Mr. Bịt và ngày hôm nay thì mình đã rủ Cam Mui để quay cùng cái vlog cùng tôi trong clip này em ạ. Mình không ngồi được nữa, mình sợ mình ngồi. Ra Cam Mui sợ cái lừ đấy, em biết cái này cái gì không? Cái này chỉ là một cái thùng đựng rất nhiều quà của fan. Bạn biết quà này từ đâu không bạn ơi? Quà này quà Valentine của mình, Linh Mui ơi, hôm nay Valentine. Dòng thứ ảo tưởng, cái này là từ 1 tháng 1 là quà fan meeting đó mọi người. Đâu lừa đảo này, ảo tưởng này mọi người, không có cái chuyện đấy đâu nha mọi người. Mời đây. Cái tim này là hôm nọ quay TikTok ở trên phòng TikTok, xong rồi mình mượn tạm để dùng ấy. Để giả vờ hình văn ạ. Nếu thế thì sao không làm như thế này ngay từ đầu đi, thì có phải là người ta còn tin không? Nhưng mà tim này nó hết dính rồi, nó thành tim rụng rồi. Nó không dính được nữa thì không dính vào đây, nên là nói chung là mình cũng không biết lý do vì sao các bạn. Đây mình không cố tình đâu anh em, và cũng không có cái kịch bản nào đây đâu, nhưng mà đúng là ngày hôm nay tự nhiên tối Valentine các bạn. Mình theo khi các cặp đôi ở bên trong Hero Team ấy, mọi người đi chơi các bạn. Sim đi chơi với Kai nè, Sam đi chơi với Phong nè. Đó, mình ở nhà bóc quà fan. Và mình biết là cũng có kẻ gọi là cô đơn và FA, nên là mình sẽ gọi lên để bóc quà cùng mình cho đỡ buồn. Mình bóc quà vì Mui nha anh em, ok. Thôi là tóm gọn lại là ngày hôm nay intro từ nãy giờ thì hôm nay là chúng tôi sẽ bóc một cái đống quà rất là lớn. Thực ra là mình chắc chắn với các bạn là cái đống này nó không lớn bằng của mèo xi măng đâu anh em. Mèo xi măng nó lớn gấp 5 lần mình. Và nó còn tăng quả trứng nữa. Trời ơi. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ khui cái đống quà này để xem là... Biết gì không? Gì? Một điều là thật ra lần này vịt còn nhiều quá hơn Mui. Thực ra ấy, các bạn biết không? Do là trong team ấy, mình may mắn được anh em cho làm leader ấy bạn. Nên là thỉnh thoảng leader cũng nhận được quà mà người ta tặng, người ta muốn tặng cả team á. Nên là lượng quà nó cũng gọi là nhìn được khá khá, nhưng mà trong này chắc chắn là có quà của team anh em ạ. Chắc chắn là có, tí nữa khui các bạn sẽ biết nha. Ok, thì về đầu tiên thì mình xin cảm ơn các bạn, những bạn nào là fan của mình đã tặng quà cho mình và cũng đã kiên nhẫn chờ đợi mình trong suốt thời gian vừa qua để khui cái đống quà này. Bởi vì thực ra là mình biết là tính từ fan meeting giờ là bao nhiêu ngày nhỉ? Cũng khoảng 1 tháng rưỡi rồi, nhưng mà quà này lạ quá vì đây. Quà này là quà từ 20 tháng 10, từ ngày 20 tháng 10 là quà hôm mà Vịt đi mua Vịt tặng cho mọi người á. Thế sao nó lại trong đấy? Hỏi Phong hoặc là hỏi mấy thanh niên đi quay TikTok xong ném luôn vào hộp quà của Vịt á. Bởi vì hộp quà của Vịt là cái hộp quà được lôi ra để quay vlog mà. Làm hết hồn, cứ tưởng là fan tặng cái này đó. Fan tặng cái gì mà không hoa, cái bó hoa nó không có cái hoa nào hết trơn. Ai fan nào tặng như này, tào lao. Cái đấy bỏ thùng rác đi, bởi vì cái đấy là cũ rồi, cả đồ đấy là đồ của Hero Team ạ. Rồi ok, đây thôi được rồi. Nói chung là có rất là nhiều đồ, từ từ khui từng cái một đã không, nó bừa lắm Nguyên. Ok. Cái gì mà có cả một cái túi mà có một cái giấy mà đây. Đây thì người ta tặng, bạn người ta vẽ cái Hero Team với tên của rất là nhiều bạn. Ê các bạn ơi, ở đây có một cái mật mã Nguyên ơi. Bức tranh có ý nghĩa gì? Là Hero Team. Bức tranh có ý nghĩa gì? À, cái bức tranh này nếu mà tớ không nhầm thì là có một bạn fan tặng cho Mr. Vịt. Xong rồi bạn ấy bảo là em mất rất là nhiều thời gian để em muốn vẽ cái bức tranh này và mang đến cho anh. Và em muốn hỏi anh là em muốn đoán mọi người xem là bức tranh này nó có ý nghĩa gì mua ạ. Cái này nó giống như kiểu một cái mật mã bạn ấy gửi cho mình. Đây mình sẽ cho bạn xem nha. Một bạn fan đã tặng mình bức tranh này và dặn mình là đố Hello Team là bức tranh này có ý nghĩa gì. Thực ra thì với mình thì mỗi ở trên này có một cái là mỗi một bức tranh nó đều có một cái mỗi một cái chữ, nó đều có một cái màu tên của nó, và màu tên này là phù hợp với cả màu signature của bọn mình. Và đặc biệt là mình thấy là ở trong này có một số những cái, ví dụ là bạn này, bạn ấy vẽ một cái mặt khóc này, bạn vẽ một cái mặt khóc chạy cái chữ Mimi này, này thì mình nghĩ là chắc là bạn ấy nhận được thông tin là Mimi out nên là bạn ấy buồn. Ở đây còn có một cái chữ Kidi đấy, bạn nào mà biết Kidi thì nhớ comment xuống dưới video cho mình biết nha, nhớ comment xuống dưới video cho mình biết nha. Và cái chữ Kidi này cũng để một cái mặt buồn, bởi vì Kidi là một thành viên cũ của trong team mình. Và ngoài ra thì Mui có hiểu bạn ấy có ý nghĩa gì không? Cái này thì mình sẽ nghiên cứu sau nha anh em, bởi vì thực ra cái này giống như kiểu một cái câu đố ấy, nên là mình cũng hơi là hơi mất thời gian để nghiên cứu nó thôi. Mình sẽ nghiên cứu thêm nha anh em. Ok, mình sẽ chắc là vào túi để đây. Cái này là túi đựng những cái đồ quà của Cam Mui, không hiểu sao ai cũng để vào đây là không phải quà, nó là túi thôi. Mình cảm giác như kiểu cái thùng quà mình giống như thùng mà đựng đồ bé nhỏ. Bởi vì Vịt là người bóc quà cuối cùng anh em, nên mà thành ra là mọi người tiện tay mọi người ném vào ấy. Ừ đấy, mình cũng tủi thân lắm. Ok, đây chúng ta sẽ bóc từng cái một. Rồi mình sẽ lấy một vài túi ra trước nhé. Rồi chơi, let's go. Rồi đây, cái này thì để cho Mui khui đi, còn Vịt khui cái này. Cái này nó là... Ủa cái này tôi cứ tưởng là bánh mì các bạn, hết hồn. Cái này nhìn khác gì bánh mì không? Cái này là thư và tranh và một số sticker các bạn ý đem tặng thôi. Cái này là có cái chữ này. Hero này. Nhưng mà như đang lắp thì hết bình như sao? Không phải đâu, bị lắp đó.
như kiểu cái này này, nó kiểu bị lông đó. Lông đâu, nó trong cái túi này mà. Ừ, nhưng mà trong cái túi này tức là nó, nếu mà không thiếu thì là nó bị lông đó. Không, không, không thiếu, không thiếu, không thiếu. À đâu, H-E-R-O, đây còn gì nữa. H-E-R-O. Chữ R này đúng rồi còn gì. Ừ, nhớ chữ R đâu nhỉ, ta chữ R là R, 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 R là phải vuông này ra chứ. Nó viết như thế này, đúng rồi mà. À, chắc là chữ R này của bạn ấy là bị hết xếp hình nên bạn ấy xếp được chữ R. R không viết hoa, nó viết như thế này mà. Ừ, thì đâm ra là nhìn mấy cái chữ này viết hoa nè, chữ này không viết hoa nè. Đó, hờ hờ e, đó cái R này phải R như này, chân này ra chứ đúng không? Đó, thôi nói chung là tình cảm là chính rồi, còn thiết đúng hay sai không quan trọng anh em. Bây giờ, hello anh em mà. Nhà màu vàng là chắc chắn nhà của mình em ạ. Nhà màu vàng là nhà của mình. À đúng cho tim thật mọi người ơi, đây là người anh Phong Cận này, đây là anh Phong Cận. Bên trong này thì có một cái lá thư, từ từ xem là lá thư của các bạn mà có cái ngôi nhà này bạn ấy viết cái gì đây. Nói chung là rất nhiều thư anh em ạ, ủi thư dài lắm. Ok, cái gì đây? À, em chào các anh các chị trong Hero Team, em tên là Cao Hoàng Nhã Phương, em chỉ mới có sinh 11 tuổi nhưng mà em đã coi anh chị rất lâu và đặc biệt là chị Sam và chị Sim. Em đã xem fan meeting lần thứ nhất của anh chị rồi và những món quà này sẽ không to, không đắt tiền nhưng mà mong anh chị sẽ thích. Ok, thì đại loại là không biết là Mui khui quà, Mui làm list khui quà chưa, nhưng mà Mui có nhận được nhiều thư không nhỉ? À, mình cũng nhận được rất là nhiều và mình cũng đọc rất là nhiều đó. Thực ra là với mình ấy, với một cái video bốc quà thì mình nghĩ là mình sẽ đọc thư không thể mà đọc hết được thư của các bạn, nên là mình sẽ cố gắng là show quà các bạn trước cam. Và nếu như bạn nào nhận ra quà của mình á thì các bạn nhớ comment xuống dưới cho mình mốc thời gian của cái món quà bạn xuất hiện nha, mình sẽ show tất cả trước cam cho bạn soi xem nha. Ok. Rồi, nói chung là có sâu chiếc cam. Bạn nào mà thấy quà của mình thì nhớ vào nhận nhá. Hôm nay tôi mới vui nè. Combo. Ok. Rồi, tiếp theo nữa, đây là cái quà này Mui đấy, Mui khui vào lắm đấy. Của Mui. À, quà nào của Mui, Mui, quà nào của Mui, 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 ôm vào nhá. Đây này, bà ấy tặng cho con Mui hai cái viên này. Đây, ok, rồi Mui đựng vào cái bịch của Mui đi. Bánh mì Sài Gòn, 1 ngàn 1 ổ, đặc biệt thơm bơ đi bà con ơi, yo. Bánh thật. Nhưng mà còn hạn sử dụng. Còn chứ, bánh này hạn lâu mà nè, sản xuất 12 tháng 12, bây giờ mới có 2 tháng thôi thừa. Đây. Bên kia sao mà các bạn ấy tặng đối với hạn sử dụng các bạn hả? Cảm ơn. À, nghe quá. Mình cho camera bên test thử. Ăn được không em? Ăn được anh ạ. Chắc không? Chắc ạ. Ok, cho em bên này em ăn nốt nhé. Rồi ok. Thì anh nói anh dẫn rồi chứ còn anh muốn test thử xem còn ăn được không thôi. Bạn ấy cho bọn mình rất nhiều bánh thật anh em ạ, không phải bánh mì nhưng mà nó là bạn là bánh sữa, rất là nhiều bánh luôn. Vẫn còn nha. À không đợi. Cái này gì ạ? Cái bút này là bạn ấy đang sử dụng mà. Bút xanh của Sim, bút đen của Sam và bút khóa móc của, khóa của Kai. Móc khóa của Kai. Mình tuyên bố móc khóa là mình út. Mình không nói nhiều. Móc khóa là mình út anh em. Bởi vì các bạn biết không, bởi vì móc khóa là một cái số lượng đồ rất là nhiều. Nên là mình sẽ cố gắng mình giữ lại hết một hộp, sau đấy nếu mà quá thì mình sẽ chia sau nha. Đấy có cái kẹo này. Túi này mình cứng vậy. Không có sao mà nói. Không, Mr. Vịt rõ ràng này có một cái đi. Mr. Vịt đây. Gì? Tặng bạn. Tặng một nhành hoa. Tặng một nhành hoa. Không biết sao bạn, nhưng mà mình biết là sẽ có những bạn trên video và kiểu nói là mấy cái đồ này nhìn trông nó kiểu khó hiểu ấy, nhưng mà thực ra với mình á, những cái món đồ này mình đều biết nó là đồ làm thủ công ấy ạ. Và thực ra là với mình thì tình cảm là chính, mình rất là trân trọng những cái món đồ này, mình sẽ giữ nó lại bạn, mình sẽ để riêng ra một góc nha. Ok, cái này để riêng nha. Khổ quá ngày hôm nay ui nhiều quá anh em, nên là tôi sẽ skip qua những cái đồ nào là thư thì mình sẽ để cho các bạn xem ở trên video, và các bạn xem là nếu mà đồ của bạn thì các bạn nhớ nhận và comment xuống dưới nha. Ok. Bà ra bà Mui bánh giống anh chơi. Bánh giống anh chơi. Chả này ngon. Rồi đây là đồ cho bà. Quá đây, chỗ đây là cái của bạn tên là bạn Phương đúng không? Hình như là bạn Phương đây. Bạn đi có vẽ cho mình một cái như thế này rồi, các bạn nhìn này. Đó, ok. Thì và bên trong này thì Phương còn gửi thêm một cái bức thư nữa. Từ, cái như thư này cũng là kẹo hay sao, nhưng mà cũng là kẹo hay sao, tôi thấy tôi nghi có vật phẩm của mày lắm ạ. Ui ôi. Cái này là Hello Mr. Vịt Phong Phạm Hồ Hà Phương. Ok, anh là một người anh cả tuyệt vời nhất mà em từng thấy, mong anh sẽ ra nhiều clip hơn và tuyệt vời hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn anh và thành thật cảm ơn anh vì có anh mới có Hero Team ngày hôm nay. Thực ra là anh hay nói ngược lại, có Hero Team mới có anh em ạ. Ok, cảm ơn em rất là nhiều nha. Rồi, và đây là bạn ý có cho mình rất nhiều sticker. Mình không biết là mình dán vào đâu nữa anh. Ê, có củ cà rốt nè, cảm ơn nha. Ủa, có nói là cho hả? Có nói là cho hả? Đúng rồi. Ok. Có okay. Là cho mà. Nói chung là mình cũng chưa kịp phản ứng gì, nhưng mà kẹo là các mùi lút hết rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều rồi. Không. Và lút cả kẹo bên trong này luôn rồi á. Cảm ơn anh và thành thật, cảm ơn anh mới có Hero Team ngày hôm nay. Thế là anh hay nói ngược lại, có Hero Team mới có anh em ạ. Bà mới lút xong rồi, bà mới lấy cái kẹo. Ok anh em, rồi tiếp. Thì nghe là nhiều thư lắm các bạn, nhiều thư lắm, nên là thôi những cái nào mà là thư hoặc là giấy thì mình sẽ để lướt qua cho bạn coi thôi nha.
Và bạn nào mà thấy quà của mình thì nhớ comment xuống dưới nha, bởi vì là thời gian video có hạn anh em, nên là mình không thể nào đọc hết thư được, nên là mình sẽ để lướt qua video nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với cả một cái này như kiểu được xếp lên hình Lego không ạ? Cái gì? Camui búc được. Là sao? Thì mặc dù chị lỗi nó chị đang buồn vì em cũng lụt. Em mọi người chơi với chị nên chị và em cùng chung một hoàn cảnh nên em rất thích chị. Em là Trà My, em không có nhiều tiền nên không có quà gì giá trị nên chỉ tặng vội vậy thôi. Thôi anh nhận. Mình cũng không biết là cái quà này của bạn ấy là như thế nào, bởi vì bạn ấy tặng là cho mỗi người một cái hình như này các bạn ạ. Mỗi người một cái hình như thế này, nên như kiểu là em nhìn cái này giống cái bình chi linh. Đúng, cái kem à, kem đúng không? Nó là kem ốc quế. Nhìn giống cái kem mọi người ạ. Vậy em xem của những người khác coi. Đây nè, của người khác cũng thế nè. Mỗi người một cái kem. Đây nè, mỗi người một cái kem luôn. Mỗi người đây. Một cái pink chili nha anh em, ok rồi. Nói chung là rất là cảm ơn bạn nhiều. Và thực ra là trong này chúng ta đếm là có xương xương khoảng đâu đấy là mấy cái kem. Và vì clip này là clip của mình nên là mình sẽ tìm cái rồi cái thư nào bạn viết cho mình cho ta. Ủa, không có viết, viết rồi à. Không có viết rồi đâu, không có đâu. Không có thật anh em ạ. Không thật à? Không thật. Ủa, đây là Camui mà. Ờ, đây là Camui này, Phong Cận này, Siro này, Simi này, Sammy này, Ruby này, còn đây là Kaidon. Tôi không hiểu vì sao mà nó xuất hiện trong thùng quà của tôi mọi người ạ. Tôi không hiểu vì sao. Tiếp. Ok, tôi tin trong này sẽ là một cái gì để an ủi tôi. Thật ra mà cho người ta xem đã xong rồi giống như mà mình tin mà nhặt cái tí liêm sỉ lên mà xài chứ. Đây đây là bánh slack nhân sô cô la. Bánh slack nhân sô cô la. Bánh slack nhân sô cô la. Sô cô la. Sô cô la. Sô cô la. Bánh slack 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 nhân sô cô la. Ok rồi. Và tiếp theo nữa mình. Thế nhở? Cái này là điểm gì? Bạn ấy là một bạn phân và chúng ta có thể. Ew. Ủa sao Mui lại biết chơi cái này? Thấy trên mạng á. Là bạn ấy ném cho tôi một cục này hả? Ok. Bánh mịn ngọt. Ui vị xấu thế. Ui. Đồ ăn nữa này. Thế thôi. Bạn ấy, từ xem bạn ấy cũng tặng cho mình một cái, như là của mình là màu xanh lá, nó là nhân vị lá dứa. Lá dứa hả? Ừ. Còn của bạn là vị sầu riêng. Ồ, chứng tỏ tôi ăn sầu riêng là hợp với bạn. Từ mình muốn biết tên bạn này, bạn này tên là bạn gì đây? Anh vịt này. Ồ, cái này đúng này, cái này là tặng cho mình này. Chào em vịt, em tên là Ngọc Bảo, em rất thích xem video của anh. Tuy món quà này không đáng giá bao nhiêu nhưng nó tình yêu siêu to lớn em dành cho anh. Chúc anh và Hero Team có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và đây là một cái lá thư rất dài của bạn Ngọc Bảo. Cái này thì anh sẽ dành thời gian anh đọc nha, và anh sẽ lia qua nó ở trên trước camera để bạn Ngọc Bảo có thể thấy món quà của mình nha. Và nếu như mà bạn có xem video này thì nhớ comment xuống dưới là bạn đã thấy và anh vịt bóc quà của bạn rồi nhá. Ok rồi. Thử xem ăn được sầu riêng đúng không? Ok rồi. Ăn một ít thôi. Một ít thôi. Một xíu thôi. Ngon quá à. Biết sao tôi không thích ăn không? Tôi ăn tôi sợ béo. Ngon hồi tôi ăn được, ngon quá. Một cái này cái gì? Chắc là để móc kẹo. Cái này phải móc kẹo thôi. À biết đâu. Mạnh quá. Tôi quay mặt Camui để cho Camui kéo lên clip Camui tự coi. Dạ. Nhiều khi cũng lắm luôn á. Ngồi tụt luôn à. Bà lắc tụt luôn à. Đừng phải nói. Rồi ok, mình đã vừa mới lôi ra hết. Trong thùng này có rất là nhiều quà bạn, nhiều quà lắm. Và trong này thì nó có đa phần nó là một phần nó là đồ ăn, nhưng mà Camui đã lút rồi bạn. Có thể hôm nay mình sẽ đánh hết đồ ăn cho Camui này đây cho. Không phải lấy này cho nè. Ê, tính ra bóc quà, lên gọi lên quay video bóc quà ké xong được một đống đồ ăn các bạn. Rồi, thì nói chung đại loại là mình vừa mới đọc hết ra những cái nào là thư. Thì các bạn là thư, trong này thì có rất là nhiều thư. Và bây giờ mình không thể nào mà mình đọc hết các thư này được, nên mình sẽ lia qua cam nha. Cameraman quay gần một xíu để cho bạn ý nhìn thấy hết tất cả những nào là thư của bạn ý. Đây. Đó, những cái là thư thì mình sẽ lia qua cho bạn và mình đã check rồi nha. Và tí nữa thì mình sẽ ngồi đọc thư, bởi vì thư rất là dài đây nè. Có những cái thư rất là đẹp đây đi. Gửi chị mèo Simi, tại sao đưa cho anh vịt ta? Không, cả team. Cái này chắc là cả team rồi. Đây gửi chị Simi này. Toàn đấy không, cái này toàn là sim thôi nha. Rất nhiều thư các bạn. Mình sẽ chỉ gọi là dơ nhanh qua thôi nha, để cho bạn gọi là có thể nhìn thấy cái thư. Ở đây có một cái thư handmade. I love Hero Team rất là đẹp. Như này. Mãi yêu nhóm Hero Team, chúc anh chị thành công của bạn Ngân. Thư rất là dài luôn. Ở đây thì có một cái túi, đó, một cái túi như cái này lại là đồ ăn. Mình không biết là cái này của ai các bạn, bởi vì trong này như là không có cái giấy viết tên. Không có giấy, cái này chỉ có ký là, đâu, cái này là... Bạn đi tặng cho cả team á, cái này mình cũng có. Yao Ri à, bạn Yao Ri, bạn cho tên nghe nó hơi chung chung mà nó hơi kiểu
tới tây ra, đây từ từ đây là kẹo này, kẹo sikula này, này cho Mui này. Ở trong này có một cái phong bì thư để mình sẽ thử bóc ra nhé, bởi vì mình tin chắc là trong này nó lại là một cái ô. Ở trong này có một con gấu bạn ạ. Con gấu này như con gấu nó hơi cũ một xíu, như kiểu là nó là đã qua sử dụng bạn, nhưng mà nó rất là cute. Và thực ra là các bạn biết không, con gấu này mình tin chắc với các bạn là nó nằm ở trên một cái bút, bởi vì ở dưới mông nó có một cái lỗ to đùng. Chắc chắn là trên một cái bút. Tiếp theo nữa, mình không biết là đây là của ai, chỉ biết là viết cho mình thôi. Có một cái lá thư hình trái tim lại kẹo nữa nè. Hình như gần như là món quà nào cũng có kèm theo kẹo. Cái này chỉ nói là fan của tụi mình thôi và gửi cho mình rất nhiều sticker. Cái này bạn cũng tặng cho mình nữa. Hình như là ai cũng có sticker này sao ấy. Có. Cái này hôm nọ ấy, thì Kai có cho mình một đống sticker này và Kai bảo là mình sẽ bỏ lên cái bảng này trên này của mình đấy bạn này. Dán lên cái bảng này của mình nên là thành ra là mình nghĩ là bạn ấy tặng cho mỗi người một cái này giống nhau. Tiếp theo là thư của bạn Jira, một cái lá thư trong này có hình của mình có thể nhìn xuyên qua cái lớp thư này. Cái này tặng cho mình, tí mình sẽ đọc nha. Rất nhiều thư gửi cho mình luôn các bạn. Thực ra thư nào mà nó dày dày một tí, tức là nó cộm lên thì mình biết trong này có đồ ăn thì mình sẽ khui ra cho Camu. Còn nếu mà không có đồ ăn thì mình sẽ lướt qua. Và khi nào mà mình xong việc thì mình sẽ đọc. Cái này là của bạn Du Gia Linh. Đó, Du Gia Linh, và cái này là gửi cho anh chị trong Hello Team. Chắc chắn là sẽ thư của nhiều người nè. Ở đây mình có một cái bức tranh mình được tặng vẽ bằng tay nha các bạn, khá là đẹp, của bạn Huỳnh Lan nha. Tiếp theo nữa thì mình có một cái bạn Nguyễn Phi Long đấy. Nam Huỳnh Ngọc Trâm, Uổi Huỳnh Nhật Huy, Đỗ Quỳnh Nữ, Đỗ Giang Nguyễn ạ. À. Ủa cái này là như kiểu một team luôn á Mui, như kiểu một nhóm bạn luôn á. Bạn bè với nhau. Và ở đây bạn ấy làm một cái thư trông rất là cute luôn. Cái này chắc chắn là tí nữa mình sẽ phải đọc. Ủa nhìn trông đáng yêu vãi. Cái này nếu mà có những bức thư nào mà nó hay thì mình sẽ gắn lên cái bảng của mình nha. Ủa cái này nhìn trang trí đẹp vãi. Mít tao đi. Giơ tay ra. Cái gì ạ? Giơ tay ra. Cái gì? Giơ tay ra. Không, ngược lại. Nhấn thằng len đi em ơi. Nhấn thằng len, sao lần đầu tiên tôi biết được của nhấn thằng len. Cái này là bãi tự đan, không phải bạn mua nha. Cái này tự đan hả? Ừ, tự đan á, tự đan mới có chứ mình không mua không có. Hay chưa? Cái này là có hình tai thỏ bạn ạ, tự nhiên là mình nhớ đến Chiron đúng không ạ? Cái nếu mà phải mình thì chắc mình bảo bạn ý đan cho mình hình con vịt thì chắc không quá đáng lắm đâu ha. Khó lắm luôn á má. Của mình cũng hình con vịt thôi à. Ok, mình sẽ giữ cái nhân này. Công như này. Đây là một bức tranh vẽ full Hero Team luôn, sinh nhật Hero Team lần thứ 4. Và bức tranh vẽ này thì vẽ rất là đầy đủ các thành viên nha. Đó, trời quá đất luôn. Và cái này thì rất là đẹp, của cái này giá nhưng mà mình có thể in lên khung tranh mà mình treo lên được thì đẹp nhỉ. Cái này rất là đẹp, rất là cưng luôn bạn. Mình sẽ cất vào phần thư nha. Ở đây cũng có một cái bức tranh thế này các bạn. Cái này là vẽ avatar của tụi mình nè. Nhưng mà 1 2 3 4 5 cái này đây có 6 người à. Thiếu người nha. Thiếu nha. Mr. Big lại chìa bàn tay ra đây. Cái gì đây? Chìa tay qua ngoài đi. Chìa tay ra đây. Cái gì đây? What's this? Thì cứ chìa tay ra đây. Đây chìa tay. Ok, mình sẽ tặng bạn một cái vòng do bạn ấy tự đan. Cái vòng này hả? Dạ, yeah, vòng này của Mr. Vịt hả? Tự làm thế bạn. Ê, cái này có phải dành cho Mr. Vịt đâu vậy? Màu vàng nè, của Mr. Vịt đó đây nè. Tặng anh Vịt nè, em chào anh Vịt nè. Chào anh nhé. Trời ơi, hôm nay tôi là... Hôm nay bóc quà fan xong cái mai tôi là đường cái tôi thành cái bà cô thì... Mà kiểu đeo vòng vàng rồi nhẫn các kiểu anh em rồi. Quá trời, ok. Em là đồ chồng. Đồ ăn mới. Sao quá trời quá đất các bạn ơi, các bạn tặng đồ ăn là mình không có lợi đâu các bạn. Tặng đồ ăn là chỉ lợi bà Mui thôi các bạn. Cái này là bánh vị phô mai luôn á trời. Mà bánh này rất là lạ, mình chưa thấy bao giờ, chưa ăn bao giờ. Tôi thề các bạn. Bạn ấy tặng cho Mui cả giấy ăn chuột miệng kèm theo. Thề luôn mọi người. Tâm lý hết sức luôn á. Dữ dội 10 điểm. Cái này mình bóc xong rồi nha, mình sẽ bỏ ở đây. Rồi, còn cái này là thư mình sẽ giữ lại. Phải luôn phân loại ra anh em. Rồi, Mr. Bean. Thế này cái gì đây? Ủa cái gì, chào chị Simmy mà sao lại vẽ hình à, hình chị Simmy. Ok, của chị Simmy chào sang đây. Chào Mr. Bịt. Cái gì? Lại một sản phẩm tự tay đan nữa. Nhưng mà cái này thì cần không phải là ngồi mình, lên mình, nha. Mình đố mọi người đây là cái gì đấy mình biết. Ok. Đây chính là cái gọi là nốt lồi cơm điện để bê đúng không? Đây là gương mặt của một kẻ nhà quê nha mọi người. Đây là cái cốc à? Đó, lót cốc đó. Khi bạn uống cốc thì bạn sẽ để cốc lên đây nè. Chứ nó không phải cầm lên để bê hai cái. Không, nếu thấy bạn nó tặng cho bạn hai cái rồi chứ chẳng lẽ bạn bê một cái tay được hả? Bây giờ bạn mới ra được một cái. Nó vấn đề là ở chỗ là cái này là bạn ấy tặng cho cả team mình cũng có một cái y hệt như thế này luôn. À, tức là cái em Mui phải đưa cái của Mui sang thì mình sẽ có hai cái để lót rồi. Đã cú thôi cú tôi. Là bóc quà thư rồi, bây giờ chúng ta sẽ lôi hết những cái quà còn lại anh em. Và những quà này là đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cả quà hộp. Những cái nào có hình hộp thì chúng ta sẽ khui trước anh em. Và những cái nào là món đồ vật thì chúng ta sẽ khui sau. Thì bây giờ mình sẽ khui những cái hộp trước. Đây anh em lấy hết những cái là hộp túi các thứ hết ra. Đây tùm lum. Rồi, get go. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp khui sẵn. Cái hộp này nó mở nó sẵn đây. Cái này trước vào đâu. Đây, cái này.
Đó, rồi khui đi. Quá nhiều thứ luôn. Hey, chan. Hey. Thèn 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 thèn. Đâu, cảm ơn. Thèn thèn thèn. Cái này chẳng muốn ăn được rồi. Lỡ rồi, không ăn được, chưa ăn được. Mình phải cắm chặt mút vào mới ăn được nha. Hey. Và đây một cái logo Hello. Ê, cái này có hai súng á mọi người. Cái này hai tay hai súng luôn nha mọi người. Nó sẽ là như này bạn. Nếu bạn nhìn này. Đó, mình sẽ thể hiện cho bạn kỹ năng hai tay hai súng các bạn. Chúng ta sẽ cầm như này. Mũi. Nếu mà sẽ có kẹo mình sẽ làm như vậy, nhưng mà thôi ở đây không có kẹo mình cắm giả thôi. Cái này hai tay hai súng các bạn. Cái này hai vết mà quan trọng mình rất thích cái này bởi vì nó màu vàng. À. Nope. Tí tôi ăn, không phải bạn ăn quá nhiều rồi. Cái này là cái chữ Hero Team bằng Lego đúng không mọi người? Bằng Lego, còn cái này là do bạn một cái bạn nhá. Hero Team các bạn. Cái này phải để đâu cho mọi người nhìn cho rõ ta. Cái này là cái chữ Hero Team đó mọi người. Mình sẽ để lên trên cái tờ giấy trắng, mọi người nhìn sẽ rõ này. Đó, chữ Hero Team xếp bằng Lego luôn các bạn. Thủ công rất là đẹp. Bên cạnh đấy nó có một cái con này con gì? Một con Lego, mình không biết cái này. Con này như nó bị rụng mất đầu hay sao đây? Rụng mất cái đầu đây này. À ok. Ê, tính ra là hôm trước ấy, sau khi fan meeting về á, nói chung là mình nghĩ là rất là nhiều bạn fan mà nên cảm ơn mình, bởi vì là thành ra là khi mà mọi người đi sau khi fan meeting về ấy, nên mọi người rất là mệt và mọi người nghỉ hết, và trong khi mà mình mang quà về cho các bạn ấy, thì thực sự là Vịt đã ngồi lắp lại những con này khá là nhiều. Yeah. Vịt lắp lại cho mọi người khá là nhiều á, bởi vì nó bị rụng chứ khủng khiếp luôn á. Mình sẽ để cái con này mình trang trí các bạn. Thực ra là mình có rất là nhiều con, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem bộ sưu tập những cái con đấy của mình. Cái này là món quà của bạn gì đấy, CC à? Bạn CC như này. Ok, rồi tiếp. Là rất là nhiều móc khóa ở đây. Một nùi móc khóa luôn bạn. Một chùm luôn, rất là nhiều móc khóa, từ móc khóa hình con gấu này, con vịt này, xong rồi đến trà sữa này. Mình rất thích móc khóa nên mình sẽ lút hết móc khóa nhé. Mình sẽ đợi lại. Bạn có dùng cái này không? Cái này là kính chiếu yêu. Kính chiếu yêu hả? Kính chiếu yêu bạn không có à? Không, nhưng mà bạn dùng không? Thực ra là mình không có nhu cầu sử dụng lắm, nhưng mà mình biết mà. Bạn cần dùng không? Bạn có dùng không? Bạn cần thì mình sẽ đưa, còn bạn không cần thì mình sẽ lấy. Thôi bạn dùng đi. Bởi vì mình không có cái này. Ủa vậy hả? Thật, mình làm gì? Mình con trai mình lấy mua gương thì bạn nói. Bây giờ là được cho thì dùng, còn mấy bạn tự đi mua thì đâu. Bạn dùng không? Ok, thì mình sẽ giữ. Ok, thank you. Tiếp theo nữa thì chúng ta... Oh, hay quá, tuyệt vời, ông mặt trời. Đây, để mình giúp bạn. Cái này là của bạn. Cái này của bạn Huỳnh Ngọc Trâm Như nha. Huỳnh Ngọc Trâm Như, Nguyễn Phi Long, Huỳnh Nhật Huy, Đỗ Quỳnh Ni và Đỗ Gia Nguyễn nha anh em, ok. Wow. Thôi, cái này cho mua đi các bạn, bởi vì cái này mình con trai mình không dùng cái này. Ok, sẽ để cho Mui xài anh em đấy. Mui khi thường là Mui đi ra ngoài này, Mui đi ăn này, Mui đi chơi này, thì Mui sẽ trang điểm và Mui sẽ mặc mấy cái đồ này nha anh em. Cái này thôi để cất đi, bạn nói khi nào bà buộc thì bà buộc, chứ mà để đấy ra bà buộc nói. Ok, rồi tiếp. Yeah, tôi rất là thích cái này. Cái này thật ra là nó là một cái móc khóa, nhưng mà thực tế thì có thể làm thành đây. Nhưng đặc biệt nha, điều đặc biệt nha, có cái này nè, cưng xỉu. Cái này mình có hình con vịt các bạn, mà cái này nó hơi to so với cả kích thước vòng tay hay vòng chân đó. Nó là móc khóa trời ơi. Móc khóa nào? Móc khóa này, bạn ấy dùng chìa khóa ra, xong rồi bạn móc cái này vào nè, nó móc khóa đó. Cái này móc khóa hả? Chứ có gì nữa. Nhưng mà nó bự quá. Thôi thì trang trí mình cũng được tặng một cái này. Nhưng mà mình thích cái mặt con vịt này anh em ạ. Đúng rồi. Nhưng mà nó bự quá. Thôi rồi, mình sẽ để làm cái móc khóa cửa nhà đi anh em. Ok, các bạn nhìn trên này là một đống móc khóa luôn, một nùi móc khóa trên này, rất nhiều móc khóa luôn ạ. Quá trời quá đất luôn này. Rồi ok, tiếp. Cái này cái sổ, ơi thực ra là vì có rất nhiều sổ. Cá môi cũng được tặng rất là nhiều sổ. Mình có rất là nhiều sổ mình và mình giữ rất nhiều sổ. Đây. Mình cũng không có hết. Tiếp. Một hộp nữa, hộp này là hộp 7 màu nha anh em. Hộp này thì không phải của tôi khỏi khui luôn anh. Không phải của tôi khỏi khui luôn anh. Khui ra gọi mắt không thấy lòng không đau anh em. Của người khác, thấy của người khác thì mình sẽ bỏ qua anh em. Tiếp. Giống như kiểu đào kho báu ấy mọi người. Giống như kiểu đào kho báu ấy. Rất là nhiều sticker. Một nùi sticker luôn anh em ơi. Ui. Shit. Không có cà rốt. Có nhiều sticker ấy. Không phải của mình, không có cà rốt. Thực ra là trong này đâu có vịt đâu. Nó chỉ là sticker chung với cái gì ấy. Tặng anh chị Hero Team chỉ có sticker thôi, em tặng cho anh chị vui lên và động lực làm video mới. Ok, nói chung là cái này tặng cả team nha. Sticker, móc khóa này, móc khóa Midinda. Ok, mình sẽ để đây. Rồi, sticker mình sẽ để đây, tí nữa mình sẽ dán hết cái tủ của mình. Cái gì ấy? Không biết hộp quà này không đẹp cho lắm. Hộp quà này không đẹp cho lắm, anh chị thông cảm. Cái này thì chắc là lại tặng ôn team rồi. Và cái hộp quà này thì đặc biệt là nó dám ăn giấy nên là bây giờ phải kiếm ra được giấy. Không sao, có kéo được rồi. Nói chung là cái này có vẻ là bởi vì là cộng một điểm. Ngược lại đi, ngược lại thì không dính vào thư của bạn ý. Chắc không sao. Không sao, gửi cái thư này thư bên ngoài. Cái này cứng kìa, nhưng mà của ai, quan trọng là của ai nè. Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng.
sao nghe đắc rồi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, là cuối cùng em được gặp anh chị. Em chỉ là fan của Sam, Sim, Mui, Ru và anh Phong Ro Kai Vịt. Em không phải là fan của Mai Đen, Yabun ở à, tức là bạn này là fan của Hero Team chứ không phải là fan của bên Super Hero Team rồi, ok. Em không phải fan của bên Media nên em mong mấy anh chị Media không buồn. Do em không có nhiều tiền nên em không thể mua đồ hết cho bên Hero Media được. Mong mấy anh chị không buồn, em chỉ là fan của Only Hero Team. Ok, cái này hiểu nha, cái này dễ hiểu nè. Ủa là tôi kiểu tôi không có tên, cái tôi trầm cảm các bạn. Các bạn là video này là video bốc quà của tôi. Tự nhiên tặng cho tôi mà không có tên tôi là tôi trầm cảm không ạ? Em có món quà như Slim xanh, Slam xanh dương của chị Sim này. Có menu anh em ạ. Có menu Slam xanh dương của chị Sim. Slam xanh dương của chị Sim. Dấu bông con mèo xám của Sam. Đây, con này xám này, con này của Sam này. Ok. Nước hoa của vịt. Nước hoa. Hoa màu vàng. Vấn đề là tôi không có trái nước hoa đâu. Mình thử nghe. Cái này gì, nước gì? Em mùi giống mùi hay bạn hay xài nhá. Nhưng mà cái này là xài sao? Lăn lăn á. Lăn lách à? Oh! Thế nó giống cái lăn lách, người ta hỏi là lăn lách. Nước hoa thảo ăn là bạn cứ lăn vào tay ý, cứ thử thôi. Nhưng mà cái mùi này trời ơi, mùi men nha, chứ không phải là mùi... Ây, kìa. Mùi mắt, mắt, dã man luôn á. Thì nó là nước mà, xong rồi nó bay hơi liền nè, thấy không? Nó bay hơi liền nè. Nói chung là cũng được. Ừ thôi cũng được, nước hoa này cũng thơm. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tặng mình nước hoa nha. Là mình điệu đà, hôm nay mình đeo nhẫn vào vòng, bây giờ mình xài cả nước hoa luôn nè. Đó, rồi tiếp. Tiếp theo nữa là gấu bông khỉ của chị Ruby. Gấu bông khỉ đây. Cái này của Ruby, của Ruby này. Ok này. Gấu bông con sóc của Kai. Con sóc của Kai. Đây là con trồn mà. Con sóc đây. Đây là con trồn. Con là sóc đây. Đây là con, đây là con trồn. Đây là con sóc mà em bảo đây là. Và đồ kẹp mái, đồ kẹp mái, đồ kẹp môi mái, mái của Sim. Đây, đồ... cinnamon, bãi tặng cho Sim cinnamon. Đồ kẹp mái là cái gì? Nó là một cái kẹp tóc thôi. Cinnamon của Sim này. Dây chuyền của anh Phong và Rô. Dây chuyền của Phong và Rô. Dây chuyền này. Hai cái à? Một cái hình con sư tử, một cái hình con okay. Đồng. Vậy thì còn lại trong này thì mình có thấy một cái bình rượu của anh. Ủa còn nữa? Một cái này là cái gì? Ủa đâu phải chưa? Hết rồi. Hết rồi. Hết, không có ghi gì các cái này chắc là của Mui á, bởi vì xanh lá không ai ngoài bà, nhưng mà tôi vẫn không hiểu cái này để làm gì các bạn. Ok, rồi, chúng ta đã mở hết được cái hộp quà rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần đồ quà, và cái này thì chắc chắn là đồ signature của mình các bạn anh em ạ. Đây, mình nói thật các bạn là sau mỗi lần fan meeting thì đây mình sẽ Mui ngồi ôm các bé vịt đi. Đây một dàn vịt nào đến với chị Mui, một em. Rồi, hai con này vịt đeo túi nè, đó. Con này con vịt này con vịt thỏ luôn các bạn. Vịt này cưng nhở. Ba con. Nói chung là cứ mỗi lần sau fan meeting là mình sẽ cái đàn vịt của nhà mình nó sẽ bị ra tăng số lượng anh em, và mình nhớ fan meeting lần trước là mình có một bao tải vịt luôn các bạn. Và trong lần này thì mình được tặng thêm một số con, nó không liên quan đến mình lắm nhưng mà nó màu vàng. Nó có màu vàng. Nó bao gồm cả minion nữa các bạn. Và đặc biệt là trong số này thì chúng ta nãy bà Mui bà nhấc lên rồi, xong rồi lại hạ xuống. Ok anh em, để trong này có một cái con vịt Donald. Bởi vì hiện tại là trên bên Shop Hero đang bán rất là nhiều những sản phẩm Lego các bạn ạ. Rất là nhiều luôn và có đủ các mẫu mã. Nên là hy vọng là nếu như bạn cái con này què các bạn ơi. Vịt què. Mình sẽ những cái trang trí luôn anh em. Mình có một điều thắc mắc mình muốn hỏi bạn. Ra cái này là mình không nhìn ra. Đố bạn biết đây là Slam hay là thạch? Cái này không, mình nghĩ là nó là Slam. Bạn à, chúng ta rất giống nhau. Nhưng thực tế là thạch ạ, ăn được ạ. Yeah. Đây là thiên thạch đó. Ăn đi, nếu mà có đi bệnh viện, đi bệnh viện chung. Ăn đi, có đi bệnh viện đi chung. Ok anh em, rồi. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ còn một vài cái đồ nữa. Cái này không đáng kể, cái này có bút. Ôi, bút thì con vịt luôn anh em. Bút thì con vịt nè. Đó, hết rồi. Nói chung là quà mình đến đây thôi, và mình có thêm một cái móc khóa nữa. Tổng kết lại thì nói chung là ở trên này thì mình có rất nhiều móc khóa. Và mình lúc nào thế, cứ phải meeting xong là mình sẽ có một đàn gấu bông như thế này. Rất nhiều gấu bông. Và đây, cameraman có thể quay đằng sau, mình có rất nhiều gấu bông ở trên kia. Đấy, các bạn biết không, nhiều gấu bông kinh khủng khiếp luôn. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục gia nhập cái số lượng gấu bông này lên trên tủ của mình. Và ngoài ra nữa thì đây, mình sẽ cho bạn xem một cái này. Đây, cái này là cái mà cameraman nãy giờ chưa cho bạn coi. Nhưng bạn nhìn nào, mình đang có rất nhiều những cái mô hình ở trên này. Rất nhiều luôn. Vâng, và những cái mô hình này thì mình sẽ gọi là cho nó gia nhập. Mình sẽ cho con vịt này của mình vào gia nhập về đống mô hình này luôn đây. Cho vịt này đứng đây luôn nha các bạn. Đấy, gia nhập đồng bọn luôn. Vậy là chúng ta đã có thêm một bạn vịt Donald. Đưa cho anh cái con kia nữa. Để chúng ta sẽ cho bạn này ngồi cùng với cả cái dàn mà thú xếp hình của mình luôn. Và nếu như bạn nào muốn mua những con này thì ở bên Shop Hero mình cũng có bán nha anh em. Đấy, rất nhiều luôn.
Rồi. Em Mui ơi, chỗ này chỗ của mình em Mui. Ôm ngủ mong em quá, muốn ngủ. Chỗ này chỗ của mình em Mui, Mui có dạy ông Mui. Nhưng mà ôm ngủ mong đang em. Dạy mong, dạy mong. Và ok, cảm ơn các bạn. Đấy, hiện tại thì mình đã gọi là quay xong rồi. Và hiện tại các Mui đang nằm đần ở đây các bạn. Đấy, các Mui nằm đần đây, các Mui không có định là để về phòng anh em. Và nếu như bạn nào thích video của mình, nhớ cho mình một like, một subscribe. Và đừng quên là qua channel của các Mui để đăng ký cho các Mui nữa nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye. Bye bye. Nhẫn nè. Bye bye.